lưu học luôn. Đi đâu ăn? Bây giờ là mình sẽ đi ăn. Đây anh Phú đâu? Đây là anh Phú. Em họ đâu? Đâu? Hello, hello. Đâu? Đây anh. Đây. À chết, từ từ. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình và anh Phú với cả em Nhất đâu rồi? Thằng Nhật, thằng Tuấn rồi đây. Đây là Tuấn này là học cùng trường với mình ở Oregon. Chào các bạn nhá. Đây là Phú là em họ của Tuấn nhưng mà Phú này là hơn mình một tuổi. Bây giờ mình sẽ đi ăn ở Lotte. Nó sáng rồi đấy. Ủa được đi không? Để cái bây giờ đèn đỏ. Ba thằng máu quá không? Yes sir. Đây Lotte đây tới rồi. Ủa tới rồi. Vâng. Biết ông luôn. Nó thu hành cùng em một kiện. Cố lên. Thưa mọi người, bây giờ là tam ca ba chàng trai. Tam ca xà chúc. Không mà không có ca sĩ à? Ủa nhưng mà rồi mình thổi sao? Cứ lựa nhau mà thổi nhá. Yeah. Mình sẽ có cách nhau, có cách hết cả luôn. Thổi bài nàng thơ nhé. Là thổi khúc ca đi. Thế em thổi lần đầu nhé. Okay. Tại em lần đầu không thuận rồi. Khi nào ngừng thổi thì nháy mắt. Trẻ đi chơi thôi. Cầm cái con sáo HD 300 nữa hả? Đợi. Nhanh lên. Có. Ok, cũng được. Yeah. Đây là lần đầu first try. Ok, sau đây là nhân dịp lễ bế giảng chúng ta sẽ... Bế giảng liên quan đến bụi phấn. Nói cứ đi. Ok, đây đúng không? Đúng. Bọn mình sẽ thổi bài bụi phấn, anh xem có mặt anh trong camera. Có. Ai trước? Tranh trước nha. Ok. Cái đoạn nào dễ cứ để em. Anh em làm nhé, phải đưa. Anh đi, tại vì anh bị... Anh xì không anh? Thôi tranh trước nha, anh trước. Bỏ, chỉnh cái miệng cho nó giữa nè. Chung môi à. Thổi mặt ra. Hiểu không?
đó. Bom lâu quá rồi, bom khỏi. Để giữa nha. Ok, chuẩn bị ga, chuẩn bị ga. Anh biết bài cầu vòng khuyết không? Được, bác mình làm cầu vòng khuyết luôn. Từ từ, lát hồi chỉ bọn cắt khỏi lại cho. Không phải, tại lâu quá bọn nó khỏi. Răng khó. Không biết không? Thì cứ có hả? Ok. Nào. Ai? À đúng không? Ờ, nhiều bộ chiếm đây. Cứ với anh cùng trước. Chưa? Ok, đó là đau quen rồi đó. Được, để nó lại cái video mình thổi được không đã? Rồi. Cho nó một... Thôi, tới đầu. Bấm rồi đấy. Bấm rồi. Mở cái sáo này một chút. Nữ nhiên tình hả? Mọi người xem thử mặt mình có trong camera chưa? Hello mọi người nhá. Cảm âm nữ nhiên tình. Đây hả? Hay cái nào được? C5 kìa. Anh đừng có quay đầu này đầu đó intro rồi để hồi nó vô á. Thôi cứ tua đi thì. Anh cứ để gì cũng được nhưng mà đoạn đầu đừng có thổi nó intro thôi. À thì. Thì những cái âm này thấy khó chưa? Anh phụ trước nha. Ok. Bật ấn cho tao thôi. Không đừng có thổi được. Đã bảo là đang thổi đừng có nó học. Quên sáo. Sao? Không cái này intro. Mà vẫn là thổi chứ. Không cần. Không hay à? Không có hay. Thổi sao rồi. Thổi được sao rồi nhỉ? Ai thổi trước đây? Không. Yo. Lên. Thank you.
không chứ không? Bà sao ở sao giờ xuống này cao? Không được có thở được. Cái này vẫn là intro. Intro. Cái này là định khúc. Định khúc á. Nó là Lâm mua chiếc mời đi. Mời anh Lâm. Vâng, chào anh, khúc sau giống nãy của em mình đổi chỗ còn một khúc cho Tuấn. Cái này cuối cùng. Vậy em khỏi hết từ khúc luôn rồi hay là khỏi bạn bạn bạn. Tôi tính được. Nếu mà thế này nó khỏi dài quá anh em mình cả ba cùng vào luôn. Tức là nếu chưa có dài quá thì em đổi một tí xong rồi cả ba anh em mình vào. Ok. Vậy cứ mở hết là đúng không? Đúng không? Chặt chặt. Thank you.
job, amazing job. Tạm biệt.